Nói xấu trước mặt. Năm nay không biết mùa màng có bội thu không, chứ như năm ngoái thì nhà tôi chết đói các ông ạ. Đúng vậy, năm nay mà mất mùa thì nhà tôi chỉ còn nước ra đường ăn xin thôi. Mà này, các ông có biết chuyện gì về ông Mão mới đến ở làng ta kia chưa? Chuyện gì vậy? Hôm trước, lúc tôi đi chợ chiều, tôi vô tình nhìn thấy ông Mão kia đứng ở quầy bánh bao nhà bà Hạt, đang nhét bánh vào trong túi ông ấy đấy. Thật vậy sao? Thật chứ, tôi nghĩ ông ấy là một tên trộm lành nghề rồi ấy chứ. Hơn nữa, nhìn ông ấy xem, dáng vẻ lù khù, lúc nào cũng lầm lì như thế kia, có nói chuyện gì với ai bao giờ đâu. Đã thế, từ lần ông ta chuyển đến sống ở làng mình, tôi để ý thấy quần áo phơi hay bị mất lắm, nhưng vì không có chứng cứ nên tôi không có nói được. Ông ấy chỉ ít nói thôi, chứ tôi nghĩ ông ấy cũng không đến nỗi xấu tính trộm vặt như thế đâu. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Các ông cứ ngồi đó mà chờ, cái kim trong bọc lâu ngày thế nào cũng lòi ra mà. Ôi, trộm, trộm, nhà tôi có trộm. Cái gì? Trộm à? Ôi, tiền của tôi, tôi phải làm sao đi? Bẩm quan, xin quan minh xét giùm con mới đi chợ về, vừa mở cửa ra thì thấy đồ đạc bị đảo lộn như vậy. Con vội vào buồng á thì phát hiện tiền để trong ngăn tủ đã bị mất hết. Từ giờ con biết sống sao đây? Này chị có thấy ai khả nghi lảng vảng quanh nhà chị không? Con ở trong nhà suốt, ít khi ra ngoài nên cũng không có để ý. Đấy, tôi đã nói mà hai ông không có tin. Tôi cam đoan vụ này là do ông Mão nhà cuối làng mà. Cái gì? Ông Mão ư? Nhưng... Này nha, chính mắt tôi nhìn thấy ông ấy ăn cắp vặt. Hơn nữa, mấy hôm nay ông ấy cứ lảng vảng khắp nơi. Có khi để dò xét xem nhà ai sơ hở gì là ông ấy lấy trộm ấy chứ. Lần nào đi ra ngoài, ông ấy cũng vác theo cái túi vải. Chắc chắn là để đồ trộm cắp vào rồi. Ông ấy, chính ông ấy là kẻ trộm đấy. Đây, ông kia, những lời ông nói có thật không đó? Ừ, dạ, đúng là như vậy thưa quan. Người đâu, cho triệu ông Mão vào công đường. Thưa quan, như tôi đã nói, vào lúc nhà cô Bân bị trộm, tôi đang đi bới khoai ngoài đồng cùng với ông Dậu. Không tin, quan cứ hỏi ông Dậu đang đứng ngoài kia xem. Dạ bẩm quan, đúng là như vậy ạ. À, đúng rồi, tôi đi cày cũng thấy ông ta ở đó suốt buổi. Ừ, tôi cũng thấy mà. Tôi có làm gì đâu mà ông đi nói với mọi người là tôi là kẻ trộm chứ. Thì đúng là như vậy mà. Trật tự, ông Dần, theo như ta điều tra, ta đã có cơ sở để khẳng định ông Mão đây không phải là kẻ trộm đồ của nhà cô Bân. Ông ấy đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Hơn nữa, cái túi vải mà ông ấy hay mang là đựng khoai ông ấy bới được ở những ruộng khoai đã thu hoạch. Thưa quan, ông Dần đây đã vu khống, nói xấu tôi khắp làng. Tôi muốn kiện ông ta, xin quan hãy đòi lại công bằng cho tôi. Cái gì? Kiện tôi sao? Tôi có làm gì đâu mà kiện tôi chứ. Ông đi nói với tất cả mọi người trong làng, tôi là kẻ trộm, làm ai cũng xa lánh tôi. Đó không phải là tội vu khống thì là gì? Đó chỉ là những suy đoán của tôi thôi. Đã làm tổn hại đến ông chưa? Ông có bị sao đâu? Trật tự, công đường không phải là nơi để cãi nhau. Trước mắt ta sẽ tiếp nhận đơn kiện của ông Mão. Tuy nhiên, giờ ta có vụ án gấp, cần phải đi. Hai ông cứ về nhà, ngày mai hãy tới gặp ta. Còn riêng với ông Dần, giờ ta có việc giao cho ông đây. Ông hãy viết tất cả những gì ông đã nói về người hàng xóm của mình vào tờ giấy này. Cắt tờ giấy đó ra làm nhiều mảnh nhỏ. Trên đường đi về, thi thoảng ông hãy lấy một ít ra và rải khắp lối về. Ngày mai, hai ông sẽ gặp lại ta tại công đường này. Viết tất cả ư? Sao tự dưng quan lại bảo mình làm vậy nhỉ? Sao rồi, qua một đêm suy nghĩ, ông Mão vẫn quyết định kiện ông Dần ư? Đúng vậy, tôi vẫn sẽ kiện ông ấy đến cùng. Được rồi, còn ông Dần, ngày hôm qua, ông có làm như ta yêu cầu không? Dạ tất nhiên rồi thưa quan. Tốt, vậy trước khi đưa ra phán xử, ta muốn ông đi nhặt lại những mảnh giấy vụn mà ông đã ném đi ngày hôm qua về đây. Cái gì? Bẩm quan, tôi không thể. Những mảnh giấy ấy bay khắp nơi, tôi không biết phải nhặt chúng ở đâu cho hết được. Thật không thể nhặt lại được à?
thật vậy thưa quan, chúng theo gió bay đi rồi, làm sao tôi có thể nhặt lại được chứ? Đúng, theo gió bay đi rồi, không thể lấy lại được nữa. Điều này giống như những lời bình phẩm đánh giá sai của ông về ông Mão, có thể làm tổn hại đến danh dự của ông ấy, mà không có gì có thể lấy lại được. Dạ. Nếu ông không thể nói được những điều gì tốt đẹp về ai đó, thì tốt nhất là không nên nói gì cả. Ông có biết rằng, xì xào và phỏng đoán nói xấu người khác còn tệ hơn là ăn trộm, vì nó đánh cắp của người khác danh dự, danh tiếng và lòng tự trọng của người khác không? Còn ông Mão, cũng chỉ vì tính ông ít nói, ít giao du với mọi người, dễ khiến người khác hiểu lầm rồi phỏng đoán này nọ. Ta nghĩ ngoài ông Dần thì ông cũng cần phải thay đổi, nên sống gần gũi và thân thiện hơn nữa với mọi người. Lúc đó, mọi người sẽ hiểu về con người ông thôi. Bẩm quan, tôi hiểu rồi. Tôi xin được rút lại đơn kiện. Dù sao thì ông Mão cũng hiểu ra và hối lỗi rồi. Cảm ơn ông. Chuyện ở sân ga. Mời quý khách đi chuyến tàu mang ký hiệu TN6633 lên tàu để chuẩn bị xuất phát. Alo, sao cơ? Cô đã ngồi đó mấy tiếng rồi, hẳn là có chuyện gì mới như vậy. Cháu bị nhỡ tàu hả? Bác thấy cháu ngồi đây cũng khá lâu rồi. Dạ, chắc cháu sẽ đợi chuyến tàu sau. Cháu xin lỗi, cháu không biết là mình đã ngồi lâu đến như vậy. Có gì mà xin lỗi chứ, chuyến tàu sau cũng phải 2 tiếng nữa mới tới ga đấy. Cháu muốn đợi thật sao? Vâng. Liệu bác ngồi đây cháu có phiền không? Dạ, không ạ. Hóa ra đúng là vậy. Đúng gì hả bác? Chả phải trên những chuyến xe, chuyến tàu hoặc nơi sân ga thường khiến con người ta suy nghĩ về cuộc đời sao? Chắc là vậy, và là những suy nghĩ lan man không điểm dừng, phải không bác? Điều gì đang làm cháu khó nghĩ vậy? Bác không chắc có thể giúp được cháu, nhưng nếu có thể nói ra, hẳn cháu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn đấy. Hôm nay cháu định sẽ đi thật xa, ít nhất cũng sẽ có khoảng thời gian được một mình. Nhưng rồi cháu nhận được một cuộc điện thoại, nó khiến cháu lưỡng lự, liệu rằng có nên cứ đi như thế, và liệu rời bỏ mọi thứ có thật sự sẽ nhẹ nhõm hơn. Chắc hẳn cuộc điện thoại liên quan đến một người rất quan trọng với cháu. Đó chính là chồng của cháu. Chúng cháu đã từng rất yêu nhau, và có lẽ đến giờ cũng vậy. Nhưng giờ mọi thứ trước mắt cháu thật rối rắm, bế tắc. Bế tắc? 2 năm trước, khi cháu phát hiện ra anh ấy lừa dối cháu, cháu đã rất đau khổ và muốn chấm dứt. Nhưng anh ấy thì tha thiết muốn hàn gắn và cầu xin cháu bỏ qua. Cháu chấp nhận sự hối lỗi ấy để cả hai tiếp tục sống bên nhau. Thế nhưng trong lòng không sao quên được sự phản bội. Cứ mỗi lần anh ấy về muộn là cháu lại ngờ rằng anh ấy lại đang phản bội cháu. Ngày hôm nay cũng vậy, cháu chuẩn bị bữa tối nhưng đợi mãi không thấy anh ấy về. Cháu gọi di động không được. Khi gọi đến văn phòng thì được biết anh ấy về ngay khi vừa hết giờ làm rồi. Cháu đã rất tức giận và nghĩ đến mọi tình huống, nhưng tất cả đều về 2 chữ phản bội. Cháu liền gói ghém đồ đạc ra và quyết sẽ chấm dứt tất cả. Nhưng vừa nãy, cháu nhận được cuộc điện thoại. Hóa ra anh ấy chỉ đi đón người bà con và điện thoại hết pin. Trên đường về, xe lại bị hỏng. Bác biết đấy, lần nào cũng thế. Những suy nghĩ hoài nghi luôn ám ảnh, khiến cháu vô cùng khổ tâm. Và cháu đã nghĩ có khi không nên quay lại nữa, cứ đi đâu đó thật xa. Ra đi không hẳn là một cách giải quyết tốt. Quan trọng là cháu đã rộng lòng tha thứ thật chưa. Cháu biết không, khi người đàn ông và người phụ nữ nắm tay nhau lập thành một gia đình thì cũng có nghĩa là cả hai đã cùng nhau lên một con thuyền. Và trên con thuyền đó, tình yêu, sự chia sẻ và đồng cảm sẽ làm tăng thêm sức mạnh,
để hai con người trên đó lèo lái vượt qua mọi giông bão. Còn cháu hãy thử nghĩ xem, nếu một trong hai người trên con thuyền đó không có sự cảm thông, yêu thương nữa, thay vào đó chỉ cần một người khoác lên mình những cái bao chứa đầy oán hận, nghi ngờ thì sẽ rất mệt mỏi, còn chiếc thuyền sẽ chông chênh biết bao. Chỉ với những gánh nặng đó, con thuyền dù có đi trong bình yên cũng chao đảo chứ chưa cần giông bão kéo đến. Do vậy, muốn đồng hành cùng nhau thì điều đầu tiên cần làm là phải buông bỏ những gánh nặng đi. Cháu à, đôi khi đúng là dù lỗi lầm của người khác, nhưng mà nếu không còn cách nào tha thứ và bỏ qua thì người đau lòng, tổn thương nhất lại là chính bản thân mình. Và chính bản thân sẽ chẳng thể có bình yên hay hạnh phúc. Đương nhiên, cũng cần phải chân thành nói ra những uẩn khúc, hoài nghi để người kia biết mà còn sửa. Thế nên, cả vợ cả chồng đều phải biết bảo nhau, những câu chuyện buồn của quá khứ cần chúng ta gác lại nếu muốn tiến tới tương lai. Khi cháu đã thật lòng tha thứ, cháu sẽ nhìn ra được nơi nào xứng đáng với mình. Còn chưa làm được như vậy thì cháu nên suy nghĩ trước nhất về bản thân mình. Thôi, sắp có chuyến tàu vào ga rồi, cháu hãy lắng lòng suy nghĩ nốt nhé. Bác phải làm việc đã. Cháu cảm ơn bác. Bác cát sét bỏ trốn. Ôi, âm thanh gì thế mẹ? Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Từ lần sau, mới sáng chú Rinh nhỏ tiếng một chút, mọi người vẫn còn đang ngáy ngủ mà chú cứ làm ầm ầm lên à. Phải đây, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng hát the thé của chú ấy là tôi hồn bay phách lạc luôn à. Tại ông chủ hay dậy sớm, chứ tôi cũng muốn để mọi người ngủ thêm. Có gì mong mọi người thông cảm nghe. Bác cassette là đúng giờ nhất ở đây, gần chục năm rồi ấy nhỉ? Mấy đứa, đến giờ các con đi đựng cà phê cho ông chủ rồi đấy. Chú cassette, chú làm sao thế? Âm thanh rè quá. Em cũng không biết nữa. Chả hiểu sao âm thanh cứ bị rè rè, không phát được nhạc. Đài cassette bị bệnh à? Thì tránh sao được quy luật của thời gian. Chú ấy cũng đã chạy tốt cả chục năm nay, cũng phải đến lúc trái gió trở trời chứ. Mấy hôm nay thời tiết ẩm thấp là ảnh hưởng đến sức khỏe của chú ấy đấy ạ. Có khi cũng do hết pin rồi cũng nên. Nhưng lần này tôi thấy lạ lắm, không phải do pin hay máy móc trong người. Mỗi lần chỉ cần đập đập mấy cái là tôi khỏi liền rồi. Tôi chỉ lo sáng mai không phát được nhạc cho ông chủ. Chú không phải lo, có khi ông chủ vừa đi sắm cái mới rồi cũng nên. Dù sao chú cũng đã cũ lắm rồi. Lần trước bà chủ đem tôi ra bãi rác, tôi thấy mấy cái đài cũ rỉ sét ở đấy nữa đó. Chuột với dán làm tổ kinh lắm. Nhưng ông chủ đã dùng tôi bao nhiêu năm nay, chả lẽ lại đối xử với tôi như thế. Thôi thôi, ấy là mọi người đoán già đoán non thế thôi. Chứ bác cứ bình tĩnh để mai xem sức khỏe thế nào đã. Em cũng nghĩ như đồng hồ, chắc do thay đổi thời tiết. Bác cứ yên tâm. Thank you.
mình phải rời bỏ nơi đây trước khi bị vứt đi như một đồ phế thải. Bác cassette đâu rồi? Mọi người có ai nhìn thấy không? Hình như ông chủ đang tìm bác ấy. Bác ấy bỏ đi rồi. Đúng vậy, chắc bác ấy sợ bị vứt vào thùng rác. Sao bác ấy lại nghĩ quẩn thế cơ chứ? Bây giờ không biết đang ở đâu, làm sao mà tìm được? Ông chủ không phải thay một chiếc đài mới, mà là muốn sửa lại máy móc cho mình. Lời cầu hôn đặc biệt. Mẹ ơi! Không phải ba hả mẹ? Con chào chú Andy đi con. Con chào chú. Chào cháu Sara, bây giờ mình... Mẹ ơi, tối nay mình đi ăn cùng ba phải không mẹ? Con muốn ăn sườn nướng và cả kem xoài nữa. Sara với ba mẹ đi ăn vui nhé. Chú có đi không ạ? Chú rất muốn đi cùng Sara, nhưng hôm nay chú lại bận mất rồi. Hơn nữa, cả tháng nay ba đi công tác, chắc cháu có rất nhiều chuyện muốn nói với ba, đúng không? Tạm biệt anh, chào hai mẹ con nhé. Ba đi một tháng mà về nhìn Sara khác quá. Rất xinh phải không ba? Phải, rất xinh, con gái yêu của ba mà. Mẹ bận mở cửa hàng, có đưa Sara đi chơi không? Có ba ơi, đi leo núi này, đi trang trại hái dâu nữa. Nhưng mà có chú anh đi, con thích đi với ba hơn. Con gái này, chú anh đi là một người rất tốt, chú ấy cũng là bạn của ba nữa. Chú rất thương mẹ và yêu quý con. Con không thích chú anh đi à, Sara? Con thích ba, con muốn sống cùng ba. Con gái à, con biết đó, công việc của ba rất bận. Ba không thể có mặt ở nhà thường xuyên được, sẽ không thể chăm sóc con tốt bằng mẹ được. Vậy nên... Ba không còn thương con nữa rồi. Ngoan nào, con hãy thông cảm cho ba nhé. Chúng ta vẫn đi chơi cùng ba thường xuyên mà. Những lúc không phải đi công tác, con vẫn đến nhà ba đó thôi. Con muốn ở cùng ba và mẹ cơ. Anh đi, anh chưa ngủ ư? Anh chưa ngủ được, anh đang nghĩ chuyện của mình. Hay là mình nghĩ lại chuyện đám cưới? Anh không muốn làm con bé tổn thương. Với Sara, ba là người không ai có thể thay thế được. Em cũng đang khó nghĩ quá. Con bé rất quấn ba. Giá như Sara lớn hơn một chút thì tốt biết bao. Chắc con bé sẽ hiểu. Sara còn nhỏ quá. Anh không muốn con bé nghĩ rằng vì anh mà con bé không được sống cùng ba và mẹ. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Hủy đám cưới và chia tay nhau ư? Anh đi. Anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Anh thật sự rất yêu quý Sara. Mình cũng đã yêu nhau được gần một năm rồi. Nhưng con bé không hề đổi ý. Con bé không dành vị trí đó cho anh. Anh đi, hãy cho em thêm thời gian. Rồi con bé sẽ hiểu. Chúng ta không thể xa nhau được. Còn lúc này, đừng nói thêm gì cả. Em mệt rồi. Mong rằng Sara sẽ sớm chấp nhận anh, yêu quý anh như anh đã yêu quý con bé. Wow, đẹp quá. Anh nhìn xem, thật tuyệt. Đúng là bộ váy này sinh ra là để dành cho em, Julie. Em đẹp lắm. Sara, cháu có muốn ngắm mẹ mặc váy cô dâu không? Lại đây. Một cơ hội hiếm có đúng không? Ngày trước mẹ làm cô dâu thì chưa có cháu. Giờ cháu đã được tận mắt ngắm mẹ rồi. Cháu nhìn mẹ mặc váy cô dâu nhiều rồi. Trong cuốn album ảnh cưới của ba mẹ, ba mặc một bộ vest đuôi dài màu trắng rất đẹp trai, trông như hoàng tử ấy. Cháu có muốn thử một bộ váy công chúa xinh nhất ở đây không? Chú nghĩ sẽ rất đẹp. Không có
cần đâu ạ. Mẹ mới là người quan trọng nhất hôm đó, chứ không phải là cháu. Không đúng, cháu cũng là người rất quan trọng, nhất là với chú Sada. Chú rất mong chờ ngày cháu chấp nhận chú như một thành viên trong gia đình. Chú nói dối, cháu chỉ quan tâm đến mẹ thôi. Con bé chưa thể đổi ý ngay được đâu anh. Anh đừng buồn nhé, từ từ con bé sẽ hiểu. Xin mời mọi người hãy tập trung để đón chào cô dâu xinh đẹp của chúng ta, Julie, và chú rể đẹp trai Andy. Người đàn ông mạnh mẽ, ấm áp sẽ làm chỗ dựa cho Julie đến hết cuộc đời. Julie, anh biết anh là người đến sau, biết em có nhiều nỗi buồn vui khó nói. Anh chỉ muốn quãng thời gian sắp tới cho đến hết cuộc đời được ở bên cạnh em, chia sẻ cùng em tất cả. Em có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Con dâu chú rể hôn nhau đi. Sada. Dạ. Lại đây với chú nào, chú có điều muốn nói. Sada, chú biết chú còn nhiều thiếu sót, chú xin nhận vị trí sau ba con. Nhưng chỉ xin con hãy cho chú một cơ hội. Chúng ta sẽ cùng sống vui vẻ bên nhau. Chú sẽ giúp con sửa xe đạp, giúp con đóng chiếc giường công chúa. Chú sẽ bảo vệ con trước các bạn trai trong trường. Chú sẽ làm tất cả để con được vui. Con có đồng ý chấp nhận chú làm người ba thứ hai không? Cháu đồng ý. Cảm ơn cháu. Tốt rồi, tốt rồi. Hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất. Tôi có một cô dâu xinh đẹp và một cô con gái đáng yêu nhất trên đời. Kỷ niệm màu tím. Chà chà, con gái của mẹ xinh quá. Vì con là con gái của mẹ mà. Ngày trẻ mẹ cũng xinh đẹp nhất vùng đó thôi. Mẹ ơi, con thấy thật có lỗi với mẹ. Hồi nhỏ thì con đi học xa mẹ suốt, rồi lại đi du học xong thì đi lấy chồng. Lúc nào cũng để mẹ vò vỏ một mình. Không sao, không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ quen rồi, thi thoảng vợ chồng con về thăm mẹ là được rồi. Mẹ, con ước chi mẹ và bác Tuấn có thể... Linh, mẹ con mình không nói đến vấn đề này nữa được không con? Mẹ... Cha, hồng phấn dạo này nở đẹp quá. Cô Linh, chào chị. Chị ra vườn tưới cây đấy hả? Cô về lần này được lâu không? Mấy hôm cô về, chị thấy bà vui vẻ hẳn ra đấy. Chứ những ngày cô đi học xa, bà hay buồn lắm. Có những hôm chúng tôi sang chơi, mà nhắc đến ông là bà toàn khóc thôi à. Rõ khổ. Đáng lẽ em không nên lấy chồng xa mới phải. Để mẹ một mình trong bao năm, em thấy có lỗi với mẹ quá. Hay là vận động bà, bà chuyển đến ở cùng vợ chồng cô đi. Vợ chồng em cũng muốn thế, nhưng mẹ em không đồng ý. Mẹ cứ muốn sống với những kỷ niệm nơi đây, em cũng không thể làm gì khác được. Vâng, tôi hiểu. Bà sống nặng nghĩa nặng tình lắm. Này, chị thấy bác Tuấn thế nào? Bác Tuấn ư? Bác ấy thật tốt bụng và dễ mến. Mà có vẻ bác ấy cũng quan tâm đến bà lắm đi. Em cũng thấy mừng. Ước chi có một ngày mẹ em và bác ấy về chung một nhà. Nếu được như vậy thì đến hàng xóm chúng tôi cũng thấy vui lây ấy chứ. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi. Gì vậy hả con? Mẹ ơi, thời tiết hôm nay rất đẹp. Con muốn làm một bữa tiệc nhỏ mời mẹ. Mẹ ơi, chúng ta mời thêm bác Tuấn sang dự tiệc cùng chung vui nhé mẹ. Những khóm hồng phấn bác ấy cho nhà mình đã nở hoa rất đẹp rồi. Mẹ ơi. Sao con? Con thấy bác ấy tốt tính lại rất quan tâm đến mẹ đi. Hôm trước mẹ mệt, gặp con lúc nào bác ấy cũng hỏi thăm đi. Mẹ ơi, hay là mẹ chấp nhận tình cảm của bác ấy đi mẹ. Như thế con đi xa cũng sẽ cảm thấy rất an lòng mẹ à. Linh, mẹ cũng đã già và không nghĩ đến chuyện đó nữa. Trái tim của mẹ giờ đã khép lại rồi. Mẹ, sao mẹ lại bảo thủ thế cơ chứ? Cha con đã mất từ lâu rồi. Mẹ cần có cuộc sống riêng của mình.
Mẹ tìm đâu ra một người tốt như bác ấy cơ chứ? Năm năm sau, mẹ Linh vì bệnh mà qua đời. Hôm nay cô quay trở lại ngôi nhà của mẹ lần cuối. Ngôi nhà vẫn còn đây, vậy mà mẹ đã ra đi mãi mãi. Mẹ! Linh! Bác Tuấn! Cháu về thu dọn đồ đạc đây à? Vâng thưa bác, hợp đồng mua bán nhà cũng đã làm xong rồi ạ. Cháu dọn dẹp lại một chút đồ đạc tư trang của mẹ cháu rồi đi luôn. Vậy là cháu sẽ mãi mãi xa nơi này ư Linh? Bác sẽ buồn lắm đấy. Bác Tuấn, cháu cũng vậy, nhưng nhất định khi có dịp cháu sẽ về thăm bác. Giá mà trước đây bác có thể là dượng của cháu, thì có phải là mẹ không cô đơn khi tuổi già không? Thôi nhắc lại chuyện cũ làm chi cháu. Mẹ cháu chắc cũng có lý do riêng của mình, hãy tôn trọng bà ấy cháu à. Thôi cháu xin phép lên phòng dọn đồ đạc đấy bác. Ừ cháu lên đi. Là cuốn nhật ký của mẹ. Anh à, còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, em đã tông xe làm hỏng đuôi chiếc xe của anh. Em nghĩ anh đã trách, nhưng anh đã không làm. Ngày mình yêu nhau, có lần em nhất quyết đòi anh đưa ra biển. Anh nói trời sẽ đổ mưa, nhưng anh vẫn chiều em. Quả là mưa thật. Em nghĩ là anh sẽ trách, nhưng anh đã không làm thế. Còn nhớ một lần vì hiểu lầm, em cố tình chọc tức anh, những tưởng anh sẽ bỏ rơi em, nhưng anh đã không làm thế. Và còn bao nhiêu việc khác nữa, suốt cả cuộc đời anh đã âm thầm làm để bảo vệ cho em, chăm sóc em. Tình yêu của anh luôn nhẹ nhàng mà thủy chung, bất biến như nhành hoa tím này. Mẹ, mẹ, tình yêu của mẹ dành cho cha thật sâu đậm và mãnh liệt biết bao. Con gái vô tâm đã không hiểu nỗi lòng của mẹ rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.